Có nên chung sống với người hay ghen hay không? Không. Không. Bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều vụ án mạng nó xuất phát từ cái việc ghen. Hay ghen thì đối với người Hàn rất là sợ. Tại vì ở gần đây xảy ra những trường hợp mà bộ cặp tôi đã chia tay rồi, nhưng mà con trai đã ghen nhiều, con trai đã giết cả gia đình của con gái luôn. Cho nên là đối với người Hàn thì là rất là sợ. Cô ta ghen, mình phải nhìn bản thân mình. Còn cô ấy ghen mà không có lý do ấy thì ta không gọi là ghen nữa. Là gì? Gọi là vô lý. Thế nhưng mà vẫn là một loại ghen mà. Không. Ghen là không. Nhưng mà nếu mà có một lý do nào đó vì hành động của bạn ấy hoặc là những người xung quanh bạn ấy, đó là có lý do. Bởi vì em quen một cô gái rất hay ghen. Cô ấy ghen là đúng. Ví dụ em nói chuyện, ô chào em, ô đẹp quá. Anh hay nhỉ? Anh khen cô ấy trước mặt em à? Khen Mika, ok đẹp, công chúa này kia là chuyện hết sức bình thường khi mình đang giao lưu như vậy. Nhưng mà nếu như mà cô ấy nghe lời đó, cô ấy có chấp nhận không? Không. Cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu, buồn. Bây giờ em đặt vị trí thay thế của ấy đi. Đúng rồi. Em thấy nghe cô ấy khen một thằng con trai ở ngoài đường. Ô anh đẹp trai quá. Em không chấp nhận được. Em không thể chấp nhận được. Em sẽ ghen cực kỳ luôn. Em á? Vâng. Cô ấy mà khen một người ngoài em ra, chẳng hạn em là người của ấy, em không bao giờ chấp nhận được. Không bao giờ. Em coi bộ phim Hàn Quốc, cái em thấy cái anh diễn viên chính trên TV, anh Song Sung Hun, anh khóc. Cái em chụp hình lại, em đăng trên trang cá nhân của em, nói là trời ơi có thể đừng khóc không, em đau lòng quá. Em thấy thế nào? Ghen là đúng rồi. Em thấy mắc cười á. Em nói ủa anh ơi, em là vợ anh, em đang nằm cạnh anh nè. Còn cái đó là em coi trên tivi, cái cảm xúc của em với thần tượng đâu có vấn đề gì đâu. Ví dụ bây giờ em có mê người ta quá, em cũng đâu có tiếp xúc, em cũng đâu có đụng chạm gì được người ta đâu. Nhưng mà đây là em đã dành sự quan tâm cho nó rồi. Nhưng mà chồng em không thích nha. Sao em biết chồng em không thích là em không bao giờ làm gì nữa. Tại sao Mika không đồng ý với cậu này? Tại vì theo Mika là khi người ta ghen thì có một cảm xúc rất là mạnh, nhưng mà đó không phải là tình yêu. Mỗi quan hệ khi có ghen thì theo Mika thì không có tương lai. Tại vì Mika có một bạn của Mika là người Pháp. Cô ấy sống với một chàng trai là có thể 2 năm rồi. Và lúc đó bạn trai bắt đầu rất là ghen, nhưng mà không có lý do. Thì luôn luôn muốn hỏi là cô ấy, ồ đi đâu? Ồ nhưng mà tại sao mặt như vậy là và bên này là có phải là con gái hay là chàng trai? Và cô ấy không hiểu là ok ghen, nhưng mà cô ấy bắt đầu giải thích là anh yêu không cần lo lắng, em yêu anh. Người ta rất là hạnh phúc với nhau. Nhưng mà cuối cùng ai là người làm sai thì anh ấy một ngày đầu đó rất là tò mò, không biết tại sao, nhưng mà mở điện thoại và thấy anh ấy có người yêu khác. Cho nên đây là lý do tại sao em nói là sống với người ghen là không bao giờ tốt cho tương lai, cho cuộc sống. Tại vì cái basement của một tình yêu là tính nhau. Bắt đầu hẹn hò, nếu một người rất là ghen và bạn không thích, bạn không thoải mái với điều này thì không có hai vợ chồng phúc. Cũng là diễn viên và không phải là diễn viên hay hoặc là chuyên nghiệp, nhưng mà Phúc đã nói với đạo diễn rồi, Phúc không hôn ai trong phim, trên TV. Đây là quan điểm của Phúc. So nếu Phúc không cho phép vợ thì vợ không cho phép Phúc. Nhưng mà không phải ai cũng được như vậy. Nếu như mà đã tham gia đến một cái phim hay là cái gì đó và việc đang làm sao chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Cái nồi sẽ có cái nắp của nó. Xin lỗi. Không nha, ê cái này là nó. Và tôi hôn ai đó ở trong vì là đang là diễn viên. Đây cái này nó đụng tới tính chất công việc nha. Nhưng mà Mika có experience này rồi, tại vì Mika đã quay phim và lúc đó phải hôn diễn viên. Mika cảm thấy mà lúc đó có bạn trai rồi, nhưng mà Mika bảo bạn trai ok, anh yêu ơi, Mika sẽ hôn một người nào đó. Tại vì đó là công việc. Nói chuyện trước. Nhưng các bạn có biết không, bạn trai là trong 1 năm luôn luôn nói về việc này là em đã hôn một người lên TV, em cảm thấy thế nào? Và em có nghĩ về vợ của anh ấy không? Chắc là vợ cũng rất là ghen mà em nói anh ơi, đây là công việc của em thì làm sao anh xấu sang cái việc này với sự thật là không có liên hệ. Đó là lý do tại sao Mika phải tìm một người yêu mà chấp nhận được. Chính xác. Ok, điều này em đồng ý. Em không đồng ý với anh. Dù quan điểm nó khác nhau nhiều cái, nhưng mà cái này ấy, đấy, tìm một người mình chấp nhận được. Đón xem Nhập Gia Tuỳ Tục lúc 20h30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3.